ok. Xin chào cả nhà. Nay bên Hoàng Hậu thì thứ 8 xin giới thiệu một cái món mà cũng rất là ngon bổ dưỡng. Đó là món gà trâu nướng với lại măng mật trong cái nồi quyên này. And everybody's watching her, but she's looking at your secrets. You're in a bitch, yeah.